Thưa quý vị, ngày hôm nay 15 tháng 5, bệnh viện di Đồng, thành phố cho biết à, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp bị bỏng rất nặng. Nạn nhân là bé 2 tuổi, ngủ tại Long An và trong lúc người anh nấu nước sôi để mà chế mì tôm thì bé 2 tuổi đã đùa nghịch và chẳng may bị đổ lên người gây bỏng tới 20% cơ thể. Bác sĩ cảnh báo tai nạn bỏng có nguy cơ tử vong cao, cộng đồng cần hết sức cảnh giác. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi ở trong tình trạng bỏng độ 2, độ 3, vết bỏng ở vùng ngực bụng bên trái lan rộng xuống khắp đùi. Bên cạnh đó, bóng nước to rộng, bong trong da, mủ vàng trên bề mặt, bỏng vùng bạn rộng, rộp nước, bỏng vùng đầu cổ trái đã bong tróc da, diện tích bỏng chiếm tới 20% cơ thể. Bệnh nhi đã được bác sĩ chăm sóc vết bỏng loét tích cực, cắt lọc hoại tử, loại bỏ dị vật vẩy da, vẩy tiết trên cơ thể, vệ sinh tiến hành băng toàn bộ diện tích bỏng, rửa sạch mô chết và nhiễm trùng. Các giải pháp bù nước mất và giảm đau tích cực được các bác sĩ hỗ trợ liên tục cho bệnh nhi này. Nhờ được xử lý kịp thời, bệnh nhi đã tránh được tình trạng sốc bỏng, sốc nhiễm trùng, vết thương do bỏng dần liền ra. Sau một tuần điều trị tích cực kết hợp với vật lý trị liệu để tránh bị sẹo có rút gân, tình trạng sức khỏe của bé đã bình phục tốt. Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo bỏng nước sôi là một dạng bỏng nhiệt gây đau rát và để lại những tổn thương nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất cao. Chỉ cần bỏng 3% diện tích bỏng bằng vài ngón tay, nếu không điều trị kịp thời và đúng cách, có thể khiến vết bỏng bị nhiễm trùng và dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.